Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đài Gaming. Tiếp tục với series build nhân vật Summoner, chúng ta hãy quay trở lại với nhân vật cầu vàng. Thì ở video lần trước, ở phần thứ 3, chúng ta đã thử build nhân vật Summoner này khi nâng cấp set lên set area level 600 và gây rút, gây thân level 600 cộng 11. Thì lượng đam đem lại đã gần như là ổn định khi farm ở map Kubemai cũng như là lên hẳn map Alan 1 mới. Nhưng mà lượng thủ của em nó thì lại đang gặp một vấn đề rất là quan trọng, là lượng sát thương mà em nó phải chịu đựng khi mà quái đánh vào. Ở sát thương bình thường sẽ là tầm 300 đến 400 đối với một hit của quái đánh vào. Và lượng sát thương element cũng là rất là cao, đến 100 đến 500. Thì vấn đề này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến nhân vật của mình? Hiện tại lượng máu mà mình mà đạt được ở đây chỉ là 5398, là gần như là 5400. Với một con quái đánh vào, tổng lượng đam của bình thường và đam thuộc tính của quái đánh vào sẽ gần như là 1000 đam, nghĩa là chỉ cần 2 con quái đến 3 con quái bù vào một con một hit là mình đã mất đi 3000 máu, và đôi khi không kịp bơm đến cái bình máu mang theo này, và lượng bình máu mang theo uống như uống nước lạ, và điều này khó khăn cho việc anh em đi trên lâu dài rất là nhiều. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là chúng ta phải thứ nhất giảm lượng đam bình thường của quả đánh vào và giảm luôn lượng đam thuộc tính của quả đánh vào bản thân của chúng ta. Vậy chúng ta có những cách nào để có thể giảm thiểu được cái lượng đam thương mà quả đánh vào bản thân chúng ta? Thì chúng ta sẽ có những cách như sau. Cách thứ nhất, chúng ta sẽ phải ăn fruit, ăn hoa quả để có được một lượng pool, và chúng ta sẽ tăng vào agi để tăng lượng defense của chúng ta lên, hoặc chúng ta phải rút cái lượng NE của chúng ta xuống và chúng ta tăng vào agi, vừa tăng được tốc độ đánh vừa tăng được defense. Nhưng mà vấn đề xảy ra ở đây là khi chúng ta rút NE xuống không được quá 1220, nếu không chúng ta sẽ không học được skill rút, chính là skill fire này. Vậy việc rút điểm hoặc là tăng thêm điểm thì sẽ không có mang lại quá nhiều là lợi thế cho lắm. Cách thứ hai, chúng ta sẽ phải sử dụng các vật phẩm DD, tức là giảm sát thương nhận vào. Ví dụ ở đây mình có một cái nhẫn ring, với việc giảm đi lượng sát thương vào là 4% và tăng máu lên 4%, thì chúng ta có thể thay thế bỏ đi sức mạnh phép thuật và chúng ta thay thế bởi cái ring này lên, thì lượng sát thương mà mình hiện chịu đã được giảm đi 4%. Ngoài ra mình đang mang sát thần level 600, chúng ta có thể kiếm thêm một cánh chân level 600 một lần và cộng em nó lên 13, khảm dòng Harmony dòng vàng lên 7 DD, và lượng sát thương của chúng ta sẽ được giảm đi là 7 cộng với 4 sẽ là 11. Và nếu như cái chân của chúng ta, chân Excellent level 600 có 4 DD nữa là sẽ được giảm đi tầm 15% lượng đam của chúng ta phải đánh chịu. Ngoài ra khi mà anh em bỏ thêm cái chân level 600 nữa thì chúng ta sẽ được hưởng lợi thêm được 39 điểm đẹp khi mà chúng ta mang đủ set. Đây là một trong những cái ô master rất là quan trọng khi mà anh em build PvP. Chúng ta đạt được ở đây là gì? Defense sẽ được tăng lên 39 điểm khi mà chúng ta sử dụng full set bởi mũ, áo, quần, tay và chân. Còn đối với lượng đam thuộc tính thì chúng ta phải làm thế nào? Đối với lượng đam thuộc tính phải gánh chịu thì chúng ta phải tăng defense thuộc tính của chúng ta lên. Và đây là một việc quan trọng và mình sẽ nói chính ở trong cái video này. Chúng ta sẽ bật bảng C lên và chuyển qua tab element, tab đam thuộc tính. Ở đây hiện tại mình đang sử dụng là Kundusel Scroll cộng 7 đây, với lượng attack đam là 237 và lượng defense là 309. Và chúng ta sẽ nhìn thấy ở bảng C là gì? Đam thuộc tính chúng ta đạt được sẽ từ 500 cho đến 673. Và ở đây cái điều gì sẽ ảnh hưởng đến cái việc này? Bây giờ mình sẽ tháo win xuống, win, và mình sẽ tháo luôn cái cuốn sách thuộc tính của mình xuống. Đây, mình tháo hẳn em vào số luôn. Và bây giờ là lượng đam thuộc tính cơ bản của mình đạt được là 187-285. Và lượng đam thuộc tính này đạt được từ đâu? Từ cái việc anh em tăng lên level, và đối với một cấp độ thì chúng ta sẽ được tăng lên một số điểm, cơ số điểm element đam thuộc tính. Và với mỗi server thì việc tăng này khác nhau. Ví dụ
agi chia 3, chia 4 hay là chia 5 sẽ tùy vào AD của server mà của các bạn chỉnh sửa mà thôi. Bây giờ chúng ta hãy chứng minh điều mà hồi nãy mình đã nói là lượng đam cũng như là đẹp thuộc tính sẽ được tăng bởi win và bởi cuốn sách thuộc tính này. Như các bạn đã thấy, hiện tại cuốn sách thuộc tính của mình ở dòng min đam là 237 và dòng mặt đam là 312 và element defense là thủ là sẽ là 309. Defense chúng ta là 521, bây giờ cộng với 309 sẽ là 800, đúng rồi, sẽ là 830, đúng chưa? Chúng ta sẽ đạt được là 830. Tiếp tục với element attack power 187 đến 285, mình sẽ lấy con số 285 cộng tiếp với 312 là lượng attack đam thuộc tính của cuốn sách này. 312 cộng với 285 sẽ là mấy bao nhiêu? 597 nhá. À 590 mình nhầm. 312. Đây. Dao động trong khoảng đó 590. Và lượng đẹp là sẽ là 830. Còn cái win của mình thì sẽ là defense cộng 118 và element đam sẽ là cộng 83. Và 830 defense cộng với 118 defense của ô của win là sẽ ra 948, là đúng chưa nhé? 948 cộng thêm lượng đam hồi này, đây là 83 điểm. Vậy cái cách mà mình muốn nói với anh em ở đây á, khi mà anh em mang win 4 có ô đam và ô đẹp như vậy, chúng ta có thể tăng cái step của win lên bằng cách chúng ta đi đến nhân vật ADL ở map Eleven Eberland 1 và nhập vào, chúng ta sẽ chọn vào level up win 11 option, chúng ta click win và chúng ta sẽ tăng nó lên từ step để cố gắng lên đến 15. Đây completion, bây giờ là đã tụt xuống 8, lượng đam của mình đã và đẹp của mình đã bị giảm, mình sẽ phải cố gắng một lần sẽ tốn 7 ở mức 9 10, đã từ 83 lên 95 đam rồi và đẹp cũng đã được tăng lên, là tổng số 9 đó lên 10, là cần phải sử dụng 8 cái lemon rune này, bài chắc chắn là tổng số là 9 rồi. Cái việc tăng này cũng rất là khó khăn đây nha. 6 rồi, ui đi lùi nữa kìa, 7 8, đang ốp 10, 9, đây ốp 11 đã được tăng lên 142 đến 108. Ok, mình chỉ ví dụ vẽ nhau như vậy thôi, nghĩa là chúng ta có thể tăng step của win lên để tăng lượng đẹp. Đây đã tăng lên 972 so với trước. Và một cách nữa là chúng ta sẽ phải cộng cái cuốn sách thuộc tính của chúng ta lên cộng 8, cộng 9 hay thậm chí là cộng 11, 13. Ngoài ra chúng ta có thể add thêm các cái enter, nghĩa là các cái ngọc vào cuốn sách thuộc tính này cũng sẽ tăng lên lượng đẹp của chúng ta mà, khi mà chúng ta thay đổi cái cuốn sách thuộc tính. Và cái cách mà mình giới thiệu cho các bạn hôm nay chính là vừa tăng đam vừa tăng đẹp của thuộc tính lên. Và mình hiện tại mình sẽ sử dụng cuốn sách Lyra cộng 11. Tuy rằng element đẹp của Lyra là chỉ là 285 mà thôi, nhưng mà khi mình mang lên đây cho các bạn thấy lượng đẹp đã được tăng lên 1105. Vậy con số này từ đâu mà ra khi mà cuốn sách thuộc tính chỉ là 285 đẹp? Mình sẽ giới thiệu bên trong cuốn sách của mình. Cuốn sách của mình sẽ có hai cái enter là đẹp. Đây các bạn có thấy range 1 cộng 7, đẹp sẽ được cộng 52. Và đẹp khi mà đánh với quái là red là sẽ được tăng 62, nghĩa là đã được cộng thêm 114 phòng thủ cơ bản của thuộc tính. Tiếp tục ở enter số 4, chúng ta cũng đã được tăng lên 143 điểm. Còn hai ô này là sẽ là đam, nên lượng đam và lượng đẹp của chúng ta đã được tăng lên. Và đặc biệt một điều, cuốn sách của mình đã có put nick 30%. Vậy put nick này là gì và khi nào sẽ là xuất hiện put nick? Mục đích này là tức là sẽ như ộp đã nói trong cuốn sách này nếu rõ, sẽ gây ra thiệt hại đam là 16% mắc máu của quái
khi mà Crickdump xuất hiện. Crickdump này là sẽ là Crickdump của Element như anh em. Nên nhiều anh em cứ nói hay truyền miệng lâu rằng là cứ có bút nick, anh em cứ gắn vào bất kỳ enter nào. Đây, cứ gắn vào enter số 5 nào, bất kỳ cuốn sách thuộc tính nào đều sẽ gây ra đám bút nick. Và cái thứ hai, bút nick sẽ gây ra 16% đám máu của quái hiện tại. Ví dụ quái mất đi một nửa máu thì bút nick nó chỉ gây ra một nửa máu hiện tại của quái mà thôi. Và điều này là sai lầm. Ở đây, bút nick 30% xuất hiện đám bút nick khi mà xuất hiện đám Crypto Element đam, nghĩa là cái đam Crypto đam tối đa của chúng ta, đam thuộc tính tối đa. Vậy đam thuộc tính tối đa này xuất hiện ở đâu? Mình sẽ bật bảng C cho anh em thấy luôn. Đây, Crypto Element Damage 40%. Đây chính là cái ô của cái cuộn Liga này. Element Crypto Dam 5 cộng với 10 là 15, 15 cộng với 25% là được 40. Và khi chúng ta có 40, 40 nhân với 30% xuất hiện, thấy không? Là chúng ta sẽ tính ra được cái tỷ lệ xuất hiện đám bút nick này. Và làm sao để tăng được cái tỷ lệ đám bút nick, nghĩa là chúng ta cố gắng gây đám cho quái và đánh thật là nhiều để tăng thêm khả năng xuất hiện đám Crypto. Và bây giờ mình đã mang cái cuốn bút nick của mình lên của Lira cộng 11, và mình sẽ đi cho anh em thấy khi mà farm ở map của Mai là sẽ như nào. Ok, như vậy là mình vừa đưa em nó đến map của bé Mai. Và như các bạn đã thấy, clear một quả cực kỳ nhanh. Và mình sẽ cố gắng đánh để cho cái đáp bút tích này xuất hiện. Đâu quả đâu? Đấy, 205.000 máu. Đấy, 203, 205, các bạn có thể thấy không? 205 và 203, bởi vì hai con quả đây là có hai loại quả khác nhau, nên lượng máu của hai con quái này cũng khác nhau, nên tính ra 16% đam. Đấy, nhảy 2 lần 203 cái đam. Kiểu liên quái cực kỳ nhanh. Và có một điều mình muốn nói với các bạn ở đây khi đi trên. Khi mà các bạn chưa đủ điều kiện để có thể cộng enter lên cộng 10 hoặc là thay đổi cái enter để có thể được lượng đẹp tối đa, thì các bạn có thể đi lựa chọn bài quái. Ví dụ mình đang mang cuốn Lira lửa và phù hợp với cuốn Fire Beat của mình. Ngoài việc Basic Skill Dam cộng 140 và được cộng đến tầng 113 điểm của đam thuộc tính, thì chúng ta có thể lựa chọn bài quái bằng cách nhìn vào cái bảng ngũ thuộc. Cái bảng này gọi là bảng ngũ hành, thuộc tính ngũ hành đi. Nhưng hồi xưa anh em mình hay chơi vỏ lắm ấy. Thì khi mà mình mang cuốn sách lửa mà mình đi đến bài nước, thì PVE tức là cái việc mà mình đi tấn công quái ở bãi lửa và bãi nước mình sẽ bị giảm đi đến là tầm 90%, mất 10% đam so với bình thường. Đây là đam thuộc tính nhé. Vì tương tự khi mà mình đánh với bài bóng tối, ví dụ như mình đang đánh ở đây, thì lượng đam của mình sẽ được tăng lên 110%, và lượng đẹp của chúng ta sẽ cũng được tăng lên 10% khi mà quả đánh vào. Đây là một điều kỳ đơn giản nhưng mà ít ai chú ý đến khi mà đi lựa chọn cái bài quái trên cho phù hợp. Đây, mình sẽ để cho quái đấy clear, nhưng có quái kịp đánh mình luôn rồi. Anh em có thấy quái chưa kịp đến là đã chết rồi. Mình sẽ không để auto nữa và để cho quái đánh. Đánh như nào? 78 đam thuộc tính, 116 đam bình thường mà thôi. Và mình vẫn có thể trụ được để bơm máu, và lượng bơm máu cũng cực kỳ ít khi mà chúng ta có thể clear quả cực kỳ nhanh. Và như lần trước chúng ta chưa thể trên ở map AB Atlant 1, bây giờ mình sẽ di chuyển đến map Atlant 1 mới luôn. Ok, như vậy là mình vừa di chuyển em nó đến map Atlant 1. Và như trên màn hình các bạn cũng đã thể có thể thấy việc em nó đứng solo một mình ở ngay cái map Atlant 1 này mà không cần ebook đã là điều trở thành hiện thực. Khi mà mình đã thay cái cuốn sách thuộc tính cũ bằng cuốn sách thuộc tính VIP hơn, có thêm Radiant Public ở Enter số 5, và lượng đam Public đã nhảy đến gần 218 cái đam so với 60-80 cái đam thông thường, gấp 4 lần, 3-4 lần. Và điều thứ hai chúng ta đạt được là gì? Khả năng chống chịu sát thương của nhân vật mình đã được cải thiện rõ rệt.
kim chỉ bao nhiêu? 237 nha, 237 đam thủ tính và 113 đam bình thường mà thôi, nghĩa là tổng lượng sát thương mình phải chịu một hit là chỉ dao động từ 300 đến 400 so với 5.400 máu của mình, thì việc em nó có thể đứng trụ solo là cực kỳ dễ dàng. Và bây giờ là chúng ta có thể đưa nguyên cả team chúng ta lên để cho em xung này kéo. Như vậy qua cái video của cái phần 4 ngày hôm nay, chúng ta biết được thêm những thứ gì. Thứ nhất, việc chúng ta có thể giảm thiểu cái lượng đam thuộc tính mà chúng ta chịu đựng bằng cách tăng cái defense đam thuộc tính của chúng ta lên thông qua việc tăng lượng agi, tăng thêm op step của win, và chúng ta có thể cộng cái cuốn sách thuộc tính của chúng ta lên level cao hơn như cộng 9, cộng 11, hoặc có thể thay bằng một cuốn lira và khảm thêm cây ngọc thuộc tính, tăng phần tắm đẹp, tăng đẹp khi mà đi trên, và có thêm radiant bonus để cải thiện cái lượng đam của chúng ta so với thông thường. Và mình hy vọng video này sẽ giúp ích được ít nhiều cho các anh em khi mà muốn build một nhân vật đi trên PVM, đặc biệt là nhân vật Summoner. Bye bye và hẹn gặp lại em. Và anh em đừng quên để lại like cũng như là bình luận và đăng ký kênh để ủng hộ mình, và cũng như là hỗ trợ các video tiếp theo khi mà mình upload lên YouTube. Bye bye và hẹn gặp lại anh em.